Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Võ Thuật của Toàn. Thì video ngày hôm nay thì khác với video ngoài hôm, bởi vì video ngoài hôm mình chia sẻ những bài tập. Còn video ngày hôm nay thì mình hướng dẫn cho anh em là xoa thuốc để anh em khi mà trong lúc tập luyện, và hoặc là anh em đã tập luyện mà bị chấn thương rồi, giống như là bị sưng, bị tím hoặc bị chấn thương, thì vòng gân là những vấn thương, chấn thương mà trong thể thao hay các bạn hay bị gặp phải, thì cách mà các bạn xoa thuốc như thế nào cho nó hiệu quả. Thì một số những khách hàng của mình thì mua nhiều rồi, nhưng mà khi mà các bạn xoa, các bạn không biết cách, mà các bạn không biết được là cái thuốc nó có tác dụng từ mấy giờ tới mấy giờ là hiệu quả cao nhất, thì các bạn chưa biết được. Thì hôm nay mình làm video để chia sẻ cho anh em nắm bắt được. Thì cái thuốc xoa bóp á, thì nó có tác dụng là từ lúc 5 giờ chiều trở lên á, là giờ đó là hiệu quả cao nhất khi mà chúng ta xoa bóp thuốc. Bởi vì cái giờ ban ngày thì là nhiệt độ ngoài trời nó cao, là cái thứ nhất là nó bốc hơi nhanh, cái thứ hai nữa là các bạn xoa ban ngày các bạn vận động nhiều, tức là cái độ bốc hơi của thuốc nó cũng nhanh, cái độ thấm vào nó rất chi là không bằng là buổi chiều. Bởi vì khi buổi chiều các bạn đã nghỉ ngơi thì các bạn giờ đó ít vận động, và thời tiết là nó mát hơn, là nó ít bay hơi, thì gửi ra là thuốc nó thấm vào bên trong, nó hiệu quả cao hơn gấp 2 lần. Cách xoa thuốc thì nó đơn giản thôi, tức là chúng ta xoa đều lên. Ví dụ như mình bị chấn thương ở vùng chân, các bạn biết không, là mỗi khi mà mình đi đá bóng trước, đá banh á, thì mình thường thường dạo này mình hay xoa thuốc. Ví dụ như là mình xoa 3 lần, nhớ nha các bạn, xoa 3 lần. Khi mà mình thường thường hay bị gặp chấn thương một phần từ phần đầu gối xuống phần ống huyển và phần các mắt cá chân ở dưới này, thì mình sẽ xoa những vùng đó, mình sẽ lôi xuống, mình sẽ xoa đều những vùng đó. Sau đó mình sẽ xoa 3 lần nha các bạn. Khi mà hơi ráo một chút xíu, đợi khoảng tầm 15-20 giây nó hơi ráo thì một chút xíu, nó khô nước lên chút xíu, chúng ta lại tiếp tục nước thuốc này, chúng ta xoa tiếp lần thứ hai. Khi đợi khoảng tầm 15-20 phút nữa chúng ta lại xoa tiếp lần thứ ba. Chúng ta đừng có tiết kiệm thuốc nhé, thuốc nó cũng rẻ, không có mắc đâu các bạn ạ. Nên thành thử ra anh em là xoa đừng có tiết kiệm. Đấy, trước khi đá banh, đá bóng là mình thường thường hay xoa thuốc trước để cho nó nóng. Trước khi ra chân là chân của mình lúc nào cũng nóng hơn những người khác. Đấy, tay của mình trước khi tập võ cũng vậy, mình xoa trước để cho nó nóng các khớp cơ này trước đã. Rồi bắt đầu mình tập cho nó sung hơn. Nói chung là cái gì mà khớp mà nóng là nó sẽ sung hơn, các bạn biết đấy. Cái gì mà nóng là nó cũng sung á. Thành thử ra thuốc là ngoài việc là điều trị là tím, chấn thương do thể thao, hoặc vòng gân, chật khớp, đau mỏi vai, nếu các bạn bị đau nhức mỏi thì các bạn cũng xoa được, giống như mình chia sẻ 3 lần là nó nóng. Nếu mà nóng quá đối với các bạn thì 2 lần thôi nhé, đừng có 3 lần. 3 lần là nó nóng, đôi khi nhiều người là nóng quá. Nếu mà người nào đô mạnh thì làm cho 4 lần cũng được, nhưng mà mình theo mình thì như mình là dùng 3 lần là nóng. Và đặc biệt nữa là con người mình khi mà xoa là nhớ là xoa một chút xíu xuống lòng bàn chân. Lòng bàn chân này rất nhiều huyệt ở dưới lòng bàn chân, chúng ta nên xoa dầu ở dưới lòng bàn chân trước khi ngủ. Nếu mà người già trước khi ngủ nên xoa vào lòng bàn chân để cho nó ấm chân. Khi mà các bạn biết đấy, ấm chân thì chắc chắn là ngủ ngon hơn và cái hiệu quả cao hơn. Con người chúng ta lạnh chân là sắp chết rồi mới lạnh chân. Hoặc là chúng ta là bị, ví dụ như nhiều bạn mà bị trường hợp mà lạnh chân mà đang còn tuổi trẻ thì nên đi để ý tới phần tâm linh chút xíu. Bởi vì rất có thể là một trong những là người theo của các bạn liên quan đến người âm. Theo mà người âm đó là người âm bị chết đuối, hoặc là bị chết trôi, hoặc như thế nào đó liên quan đến chết, thì các bạn mới có cảm giác là lạnh như thế, lạnh tay lạnh chân. Nên chúng ta phải để ý, nó cũng liên quan. Về phần thuốc này thì cái này là dành riêng cho đồ thể thao võ thuật, tập luyện thể thao võ thuật anh em nhé. Thì sau này cái chân các bạn tập luyện nhiều thì nó cũng giúp cho các bạn cứng cáp chân hơn, tay hơn. Nó không có liên quan gì đến đồ uống nha anh em, đừng có mua về uống chết đấy. Thuốc xoa bóp mình chỉ hướng dẫn vậy thôi, chứ đừng có uống nguy hiểm lắm. Và anh em nào liên đặt hàng thì gọi điện trực tiếp cho Toàn để Toàn tư vấn để cho các bạn đặt hàng cái thuốc này.
Phương này thì dành riêng cho võ thuật, là các vị thầy trong ngành võ thuật thì có để lại cho, chứ không có liên quan gì đến ở ngoài nữa các bạn, trong nghề thôi, liên quan gì đến trong ngành võ thuật thì anh em là các thầy là để lại cho nhau sử dụng thôi. Đấy, số lượng nó cũng không có nhiều, và một chai như vậy nó rất chi là được nhiều lần dùng. Một chai như vậy các bạn xài mấy tháng đấy. Ví dụ như một trận đá bóng trước khi đi mình thường hay xoa để cho nó nóng chân lên, hoặc tập võ trước khi tập mình cũng vậy, xoa lên cho nó nóng, khi mà cảm giác nóng tay nóng chân rồi là cảm giác nó sung hơn, nói chung nó sung hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhất.